Sau khi triển khai thành công kỹ thuật trồng na giải vụ với tổng diện tích khoảng 5 hectare một năm, giá bán thương phẩm đã cao gấp 2 lần na chính vụ. Hợp tác xã Dịch vụ Nông lâm nghiệp Phú Thượng ở huyện Võ Nhai còn tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm na giải vụ trên các nền tảng số để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, làm giàu cho các thành viên. Chúng tôi đã được tập huấn những cái cung cách cái chuyển đổi số và quảng cáo sản phẩm ở trên mạng. Thế là thông qua cái quảng cáo và cái việc chuyển đổi số là cái sản lượng bán hàng của tôi bán được nhiều hơn và bán được xa hơn. Cái giá nó cao hơn so với bán chợ, bởi vì bán chợ những ngày thường ấy, sau những ngày mùng 1, ngày rằm thì thường là bị tư thương ép giá. Thế nên chúng tôi bán như thế là giá ổn định suốt quanh hết cả vụ. Hợp tác xã chè An Toàn Khe Cốc ở xã Tức Chanh, huyện Phú Lương hiện có 40 hectare chè được cấp mã số vùng trồng, trong đó có 20 hectare đã đạt chứng nhận hữu cơ. Dự kiến 20 hectare còn lại sẽ đạt chứng nhận hữu cơ vào đầu năm 2025. Việc xây dựng mã số vùng trồng đã giúp hợp tác xã đảm bảo minh bạch về chất lượng và sản lượng, hướng tới xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường khó tính. Tìm được hướng xuất khẩu cho cây chè, cho chè Thái Nguyên thì bắt buộc chúng tôi phải làm mã vùng trồng. Khi có mã vùng trồng rồi thì khách hàng, cái độ tin cậy của khách hàng sẽ lớn hơn. Ví dụ mã vùng trồng của chúng tôi 40 ha, sản lượng một năm là bao nhiêu tấn, khách hàng người ta vào người ta biết ngay. Và cái sản lượng chúng tôi xuất khẩu chỉ dưới cái mức sản lượng chúng tôi đăng ký thì cái độ tin cậy sẽ cao hơn rất là nhiều. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang thực hiện hướng dẫn, quản lý, giám sát 64 mã vùng trồng. Dữ liệu về mã số vùng trồng được cập nhật trên ứng dụng số với các thông tin về định vị vùng trồng trên bản đồ, chi tiết về diện tích của các hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, nhờ tăng cường chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, số lượng sản phẩm bán ra trên sàn thương mại điện tử và các kênh truyền thông xã hội đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng hai sàn postmark.vn và vỏ sò.vn, đến nay toàn tỉnh có gần 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản bán hàng. Có 100% doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, đã quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng số, mạng xã hội. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số nông nghiệp được ví là chìa khóa để tỉnh thực hiện hóa mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế số. Chuyển đổi số thì đây là cái xu thế của tất cả các hợp xã. Trong cái thời cuộc hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục mở những cái lớp đào tạo về chuyển đổi số, về xúc tiến thương mại để tạo điều kiện cho các cái lãnh đạo hợp tác xã cũng như một số cái cán bộ của các hợp tác xã tiếp xúc và dần làm quen với cái việc chuyển đổi số. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ nguồn vốn để cho các hợp tác xã có thể trang bị lại máy móc hiện đại hơn để theo kịp cái việc chuyển đổi số này. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp, giúp nông sản khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đặc biệt góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ 4.0.